hôm nay mình sẽ quay lại với tựa game sinh tồn Oceanomo. Chào mừng các bạn quay trở lại sau cái phần trước á, là cái phần Evening sợ tét khói luôn nè, chả không được mạng mà mình cũng đã tìm hiểu sơ qua rồi. Cái đó lúc đó là mình test game thôi, còn cái lúc mà mình tìm hiểu sơ qua thì mình biết nó ở đâu, chứ dù mình kiểu như mình trôn trôn cái bà Evil thôi, nhưng mà thật sự là bà trôn mình mấy bạn, bà trôn ngược lại mình. Và hôm nay không nói về series kinh dị đó mà trở lại với game sinh tồn vui tươi của chúng ta này. Và hôm nay mình sẽ làm quyết định, mình sẽ làm tất cả các nhiệm vụ mà nó giao cho mình vậy. Và mình cũng đã sửa sang lại một căn nhà tí xíu để là mở thêm rộng thêm cái này và xây lại. Xây trên đây là toàn hàng rào không thôi. Đấy. Cái nhà này thì mình cũng từ từ mình cũng sẽ mở rộng nhà ra nha các bạn. Rồi, tự nhiên mình xây hai cột ngu liền phải cứt ra. Ngu là không chừa cho khác luôn mà. Mình đừng chửi mình ngu nha. Một hộp cát mình cũng đã mở ra được rồi bạn. Mình sẽ khám phá cái đó sau và bước vào vấn đề chính, mình sẽ chế tạo một cái cây cây xiên mấy bạn. Khá là lâu. Và mình sẽ làm cái này. Mở khóa hả? Pin đâu nhỉ? Tạo ra được không? Không được mẹ, phải có cái này. Pin chỉ có đi kiếm thôi mà mình không biết được mình kiếm được mấy cái rồi. Một cái mẹ, một cái, mình kiếm được một cái và quăng cái này vô đây coi. Đúng rồi, quăng cái này vô. Ok, mình sẽ coi làm cái này hả? Hôm nay sẽ là mình đủ mẹ, như mình đủ mình sẽ tạo ra một cái này, tạo ra đấy. Ok, và trong này hình như mình còn biết cái này móc cái này móc hai cuốn gỗ. Ok, mình phải đi qua mấy cái đảo mình tìm mấy bạn, có chịu nha. Trong này mình không còn dư cái nào các bạn, mình chỉ chờ thôi. Chỗ này mình sẽ skip qua nha. Ok bạn, và mình đã xong ở đây. Và mình sẽ tạo cái này. Đấy, cái máy gì đó mình cũng chả biết được xây dựng. Cái này là vải thì phải. Vải hả? Mình đặt ở đây. Và coi. Vải mình sẽ tạo ra được vải. Tạo thử thôi. Đấy, ngon. Ê, cái mập. Mày đâu. Đồ xanh. Mập đĩ mập mẹ. Và mình quên nữa, mà mình đang trong vai thằng anh mặc cọc nha. Mình nhớ anh mặc cọc này. Và tiếp theo mình sẽ làm một cái máy gì làm được không, hình vải, hai vải, bốn gỗ mình đủ rồi bạn, mình chỉ cờ hai vải thôi, bốn gỗ là đây, thấy không, mình sẽ chế tạo ra cái máy đó. Wow, hai vải. Và rốt cuộc mình cũng đã đủ ở đây. Yes. Đây, hai cái. Yeah, mình đã đủ rồi. Và mình móc được cũng khá là nhiều gỗ. Và mình sẽ chế tạo cái máy đó. Ok, phải lấy gỗ hôm nay. Máy đó. Ok, lục ngon luôn. Máy. Bạc. Phục. Mình sẽ đặt ở đâu? Hình như cái máy này máy hóa học mấy bạn. Đặt xích vô. Đặt đây đi. Đây. Có gỗ. Đi mập. Mình sẽ được làm thêm một cái lò nữa mấy bạn. Wow, băng, thuốc bổ. Mình làm được gì không? Không được rồi. Mình sẽ làm tiếp tục làm vải thôi. Tạo rồi. Vải khá là mắc nha. Mắc cực kỳ luôn á. Ok, mình đã tạo được mấy cái này, lấy. Cái này khá là cần để mình làm cái máy mà. Cứ tạo. Mình sẽ ăn một chút xíu. Khám phá mình phải ăn đúng không ạ? Phải ăn thôi, chỉ ăn mới sống được.
Và mình nãy như nãy mình nói là mình mở được chế độ học cát. Rồi mình sẽ test thử cái chế độ học cát nó ra sao. Ok mày. Rồi mình kiếm cái đây, mình sẽ cho mình kiếm cái ủa à, cái máy phát cửa phát hành âm thanh. Ồ khó nè, chịu cũng khó mày. Còn cái này mình đang tạo lên mà. Rồi mình sẽ đi khám phá cái đây, khám phá cái này. Mình sẽ đi, mình khám phá, mình sẽ kiếm cái 5 quả pin. Ngon, đủ. Ngon bạn, để xem. Ăn cái này đi, ăn ăn. Đấy. Ngon liền. Sử dụng. Đủ. Ngon bá cháy luôn. Đấy. Không, mình sẽ đi tiếp cái đảo, còn cái đảo nào. Không, mình phải về bè, mình phải đi tiếp các bạn. Về bè. Về bè. Đấy, rồi. Ấy. Mày đâu? Đâm mày nè. Rồi xong, mày chết. Ấy. Không chết được vậy, khó quá. Rồi mình sẽ đi tìm hiểu cái bên đây. Đây, mình sẽ đi khám phá hết tất cả các đảo này. Đấy, cái đảo này mình chưa tìm hiểu hết nên mình cũng qua. Được, cũng khá là ngon, và đồ cũng khá là ngon nha. Mình sẽ thả cái này xuống. Đu, cái này là gì á, mình không biết. Đĩa cho thấy. Ngon ngon ngon, anh nó đi. Làm được cái này không? 5 5 4. Được mà, mình làm được, mình sẽ làm. Mình sẽ đưa 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 đưa, đưa. Đấy, tạo này. Tạo này. Ok. Mình sẽ làm cái này. Trước tiên phải móc gỗ chứ cái đâu. Đu, mấy cái này ngon mà. Mình không có dây này, mình chỉ có cái cục kia thôi. Mình sẽ làm cái này gỗ. Này. Ngon. 13 phút rồi. Đây gỗ khá là nhiều. Mình sẽ lấy gỗ này. Móc vô luôn kia luôn. Ngon. Ủa anh chị. Rồi, cây dương sĩ hả? Mình sẽ mình không biết mình ô mình có ba cục này luôn, ngon, cục sắt bạn. Ngon ngon ngon. Hay hay. Cái mình sẽ đem theo sẻng có gì đi đào. Mình sẽ quăng cái này vô đây. Quăng cái này vô. Rồi, ok, mình sẽ sử dụng này để sử dụng. Mình hết máu vậy. Rồi ok, mình sẽ đi qua đây. Đây, mình sẽ kiếm pin. Pin, chỉ có pin mới làm được. Và mình chưa mở được căn cứ. Ok. Mình sẽ về nhà và kiếm cái chìa khóa, mình sẽ qua đó lại mẹ. Ok, mình sẽ làm cái chìa khóa này. Mở cái này. Mình trả phải cái này. Đây. Khóa chọn mấy bạn. Khóa chọn. Wow, khóa chọn làm được. Khóa chọn mình có đủ mà. Khóa chọn. Được, ngon. Khóa chọn mình có 5 cái này coi mà. Mình sẽ làm khóa chọn mấy bạn. Đây. Mình sẽ tốc độ lên. Ok. Ok bạn, mình sẽ mở cái hòm này. Mình sẽ mở cái hòm này. Mấy cái hòm này thường thường có đồ quý báu lắm bạn. Đấy, một cục pin, ngon. Một cục rồi bạn, mình được hai cục. Đi xung quanh coi.
mình sẽ về bè mình khám phá cái gọi là xung quanh mình. Cái này là gì? Mình sẽ ăn bớt một cái gì đó. Động quẩn. Cái này, cái nào cần thiết cái này ra nè, thả đi. Lúa mì. Trồng được, mình trồng được. Mình không biết mình trồng sao đấy. Mình về bè mình khám phá cái trồng đó coi bạn. Mình sẽ đọc để mình đĩ mập này đủ sánh tròn đi đi thôi. Nhây nhây làm chi. Ok, mình sẽ xây dựng neo neo. Cần 6 cái kia à, mình làm được được được. À, còn 6 cái này á, nó cần bao nhiêu? Đây, nghèo, còn 5 lận bạn. Mình vẫn chưa đủ mà, nãy mình ngu quá. Mình sẽ bỏ cái này vô. Bỏ cái này vô. Bỏ cái này vô. Ok, chanh, chanh này không cần. Pin nè, sắp nè, neo nè. Đây nè. Mình coi mình còn làm được gì nữa không? Lò không cần. Cửa gỗ. Có cửa gỗ. Lò là mình làm được, lò mình làm được rồi. Lò mình có một cái này. Là cái gì nữa? À, ba cục gạch, ba cục gạch. Trời ơi, easy easy. Ba vừa đủ luôn. Vừa đủ luôn mà. Lọ, ok. Đặt ở đây. Đây, hình như nó clear luôn. Thịt. Mình sẽ làm được gì? Mình sẽ làm, được. À, mình làm cái tán này nè bạn. Mắc nha. Mắc thiệt các bạn. Ống nhôm, đĩa thấy sung. Mắc nha. Còn cái này. Mình sẽ đâu. Hơi mắc. Mình sẽ làm than trước cái đã. Hoặc là than trước bởi vì tính tính. Có đủ luôn. Ngon. Kho vũ khí. Pèm. Mình được cái lõi giá bằng kim loại rêu lửa. Wow. Tạo ra liền. Được cải thiện móc và được cái rêu lửa mấy bạn. Na 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 na. Đây mình sẽ xem cái bộ. Mở khóa cái vùng này, mở khóa là sao? Mình được mở khóa. À, không được bạn. Mình phải kiếm đủ mấy cái kia nữa. Có pin mấy bạn, ngon, ba cục rồi. được, rồi ok. Mình sẽ được một cục pin nữa, mình sẽ kiếm thêm một cục pin nữa. Mình sẽ kiếm thêm được một cục pin. Mình sẽ cố gắng kiếm thêm một cục pin. Còn cá mập, giờ tao không quan tâm cá mập này. Mình sẽ kiếm thêm một cục pin nữa, mình sẽ khai phá được vùng nước mới và kết thúc tập này tại đây. Tập này cũng chả làm gì bạn, và mình chỉ mở ra vùng đất mới thôi mấy bạn. Đó, vậy thôi đó. Mình sẽ cố gắng mẹ. Và xem quảng cáo. Ok mấy bạn, đủ pin rồi. Mình đủ pin rồi. Rồi ok. Mà mình đủ pin rồi. Bây giờ về mình mở ra mấy bạn. Ngon.
mình không quan tâm những gì ok đủ đi là mình sẽ mở ra một cái map mới. Năm cái viên mình sẽ tốc độ là 4 này mở luôn. Amazing. Những hòn đảo là không có. Đi qua này đi. Mình mở ra hàng rồi, ok. Mình đi tới hòn đảo khác rồi. Hãy đăng buồn để đã tầm và mình sẽ làm được một những thứ mới các bạn, và tập này mình sẽ kết thúc lại. Nếu các bạn thấy video này hay thì để lại cho mình một like, một subscribe để mình có ra động lực để làm tiếp tập tiếp theo. Và tập tiếp theo mình hứa hẹn mình sẽ khám phá ba hòn đảo này, khám phá đầy kỹ hết hòn đảo này. Và cảm ơn các bạn.